3:30 chiều ngày 14 tháng 6 2024, Sài Gòn mưa các bạn nha, sấm sét lớn. Trời xám xịt luôn các bạn. Lúc càng lớn gió mạnh các bạn nha, sấm sét là gầm rừng luôn á.
rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 11 giờ rưỡi trưa ngày 14 tháng 6 2024 ha. Lâu lắm rồi không gặp gì tí. Đây là hẻm 690 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8. Hôm nay có món ngon các bạn nha, đây chính là cua. Dạ. Yeah. Cua này bao ăn hay gì tí? Bao ăn luôn. Chắc thịt ha. Chắc. Rất là giá nhiêu ký? Cái này là 300 ký. 300 ngàn đồng một ký các bạn. Đây là dạng cua thịt nha, bao chắc thịt nha. Đó, các bạn quan sát nha. Không có tốn cọng dây nào luôn á. Dạ, không có dây. À. Chỉ có cọng dây cột cái càng nó lại thôi. Cột càng thôi đó. Đó. Cá sò. Dạ. Cầm lên làm sao cái kích cỡ của con cua ta? Một ký được 5 con, 6 con. Một ký được 5 con, 6 con hả? À, tại vì nó không có dây, nó vậy đó. Nếu mà có dây người ta cột vô nó nặng cân lắm. Ok. Con này là đó. Cua này mình đã mua về ăn các bạn nha, chắc thịt. Mua về làm chả cua ăn cũng rất ngon. Đó. Nó không có lớn lắm bởi vì một ký nó là khoảng độ 5-6 con nhưng mà chắc thịt thôi. Dạ. Rồi chuyển cái bè ngang nó xuống này. Đó đó, để các bạn xem nha. Đó. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ ha? À, 9 giờ dọn ra đến 1-2 giờ. 9 giờ dọn ra tới 1-2 giờ. Nếu mà muốn mua ship qua thì gọi số điện thoại số nào? 0907668238. Lặp lại gì tiếp? 0907668238. Ok. Các bạn lưu ý nha, ở đây là cua gì tí là bao ăn nha. Đây là 9 là 400. Luộc rồi là 400 hả? Đúng rồi, tại vì ruột nó mất ký hơn mình. Ok. Luộc lên nó còn mất ký nữa. Luộc đi mất ký. Mình nhấy lên. Nếu mà luộc là coi như một ký được mấy con? Một ký được khi thí dụ giờ là 5 con, còn kia được khi 6 con, 7 con. Là vậy. Rồi. À, đó, rồi, chắc đó. Là ok luôn. Rồi, ăn cua ghé qua. Chắc qua. Dạ. Cua sống nha các bạn nha. Đó. Đây là ngay góc đường nha, dì tí chuyển bán về cả thằng lát. Đây. Ốc dừa bán sao tí? À, ốc dừa đó 250 cái ốc dừa lớn. Ốc dừa 250. 300. 680 quy. Rồi. Ốc hương này sao? Ốc hương đó 300. Ốc hương 300. Dạ. Ốc hương 300 nha, chú đó nói 800 là sai. Rồi. Mình bán là mùng 1 với ngày rằm là mình nghỉ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, coi chào ăn. Ôi, chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 16 tháng 6 2024. Đây là góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cao Thắng, quận nhất. Gặp chú ở đây. Gửi chú tiền không ạ? Gửi 200 hả chú? Cái này con gửi liền kìa chú, 200 ngàn. Từ cô Diệu Thanh ở Canada gửi. Xin có đâu là cảm ơn cô ở Canada. Dạ. Giúp cho tôi được 200 ngàn. Dạ rồi. Dạ dạ dạ. Rồi, cô Diệu Thanh Canada gửi. Tôi là tôi phải bên gì đang cùng quà đó. Dạ dạ. Dạ dạ. Xin phép chụp hình chú tấm hình nha. Ừ. Dạ dạ. Thương ngày 15 tháng 5. Dạ. 1973. Dạ dạ. Đó là nguyên bắn da beo á, tôi bị thương cục hai giò đó. Dạ dạ. Dạ. Cô gửi nó ra con dạ dạ rồi. Cô gửi khẩu trang ra được không? Gửi khẩu trang ra con được không? Dạ dạ rồi. Dạ rồi, rồi con gửi cô 200 ngàn nha, tiền lì xì của cô Diệu Thanh ở Canada. Cảm ơn hai cháu nha. Dạ, cô đến từ đâu ạ? Hả? Mình đến từ đâu ạ? Quê ở đâu ạ? Ở Phú Yên. Dạ rồi, chào cô. Dạ dạ. Rồi chào cô. Chào cô nha. Dạ. Bánh mì mà có bánh mì cô tự gói cho nó. Dạ.